Chào tất cả anh em nha. Hiện tại thì mình đang ở Châu Thành, An Giang các bạn ơi. Hôm nay mình có ghé thăm vườn của anh Vàng, có gốc mai. Thấy nó cũng tương đối đẹp, chia sẻ cho anh em xem. Mai này mai tàn thiên nhiên các bạn ơi, chưa qua chỉnh sửa nha bạn. Cây này anh Vàng anh mới đem về vườn anh. Cái tàn mình thấy nó cũng tương đối lớn nha bạn. Từ dưới gốc mà lên trên đỉnh của cái tàn này thì nó rơi vào khoảng 5 mét mấy 6 mét mà. Còn bán kính của cái tàn này mình nghĩ chắc cỡ 3 mét hơn. Gốc này thì anh cũng có giao lưu nha bạn. Anh em nào mà quan tâm thì có thể liên hệ với anh qua số điện thoại mình để trên màn hình. Quay sơ cho anh em xem tàn. Đây là cái bộ tàn đó, chi cành nhánh ra khá là nhiều các bạn. Mình thấy ở phía bên trên này nó bung ra khá là đều nha anh em, rất là đẹp. Để mình quay sơ cho anh em, bắt đầu vô đó hoành cho anh em xem sau nha các bạn. Đây anh em thấy cái tàn nó vươn ra phải hơn 3 mét nha bạn, hai bên luôn. Tàn vươn khá là xa. Cây này thì ảnh mới đem về vườn các bạn ơi. Đây là cái bộ đế nữa bạn, đưa cái tay mình vô đây, cái đế này nó cũng ngang ngửa với cái bắp tay mình nè. Quanh này nãy anh nói mình là mấy mấy 80 vậy bạn, nhưng mà để chút xíu đi mình sẽ đo chính xác hơn cho anh em tham khảo. Ở đây là Châu Thành, An Giang nha bạn. Anh em nào ở gần khu vực này thì có thể đến đây, hỏi liên hệ với ảnh để biết địa chỉ đến xem chính xác gốc mai nha các bạn. Xung quanh là cái bộ đế đó. Từ dưới đây lên đây thì nó mọc ra 3 thân, rồi cái từ chỗ này thì nó lên đây nữa thì nó mọc thêm 2 thân nữa bạn ơi. Vườn ảnh thì cũng có khá là nhiều cây. Cây này ảnh báo giá là 300 nha bạn, 300 triệu. Thì anh em nào mà quan tâm thật sự có thể đến vườn, thì ảnh có hỗ trợ cái tiền phí vận chuyển cho anh em, fit nhẹ cho anh em. Thôi mình thấy dưới đây bạn, từ đây nè nó lên đây, có tới đây cái nó có cái nhánh này nè, hai nhánh này dính với nhau nè, nó tạo ra thêm một nhánh nữa khá là hay các bạn, thấy đẹp. Nhìn anh em nhìn thấy đây nè, bên đây cũng vậy nè, khá là đẹp. Gốc mai này thì bông từ 5 cánh đến 10 cánh nha bạn, bông hai lớp, bông thơm nha bạn.
thấy nó nụ nó ra khá là nhiều. Rồi bắt đầu mình quay sơ cho anh em xem nhẹ cái này đi, bắt đầu mình sẽ vô mình đo hoành cho anh em xem. Rồi bắt đầu mình vô mình đo hoành cho anh em xem nha. Dạ. Đây. Hơn 84, tính 84 thôi. Rồi bắt đầu mình đo nhẹ cái giọng trên cái nữa anh. Trên đây. Rồi anh đo em thoát thân từ đây lên đây thử coi cho anh em ta xem khoảng nhiêu ạ. 18. Cái này anh báo giá lại cho anh em cái nữa anh. Được thì anh em cái này giao lưu với anh em là 300 triệu. 300 triệu. Phí vận chuyển mình thương lượng. Dạ. Rồi. Mấy cái này mình giao lưu luôn không anh? Giao lưu luôn. Thôi. Mấy cái này là mình báo giá luôn không anh? Cái 10 triệu. Cái này anh. Cái này anh đo sơ cho em cái. Bốn bốn. Chiều cao anh, đo chiều cao em cái. Nhiêu anh? 110. 110 ha, cái này nhiêu tiền anh? 10 triệu. 10 triệu. Cái bên đây anh, cái bên đây. Cái này thấy cũng hơi quái quái, thân hơi lên quái quái nè. 37. Rồi. Chiều cao anh, cho em chiều cao cái. Nhiêu anh? Đó, 1m45. 1m45 hả? 1m45. Cái này anh giao lưu nhiêu anh? 10 triệu luôn. 10 triệu luôn ha. Cái này coi, hai cái này cũng 5 cánh hay sao anh? 5 cánh hết. 5 cánh hết ha. Rồi, cái bên đây anh. Này chắc kêu cao cả 1m50 á, gửi ăn lên á. Hơn 1m50. Này cỡ 1m8 á. Cái này thì bông 5 cánh luôn anh. Bông 5 cánh luôn. Mình báo giá là nhiêu anh? 10 triệu luôn. 10 triệu luôn anh. Ba cây này 10 triệu tổng thể. 10 triệu này là mình có hỗ trợ ship vọng gì không anh? Đây là 10 triệu này là giao luôn tại vườn. Tại vườn nha. Dạ. Rồi. Cái cây bự này là mình đem về vườn này lâu chưa anh? Mới đem được cỡ 2 tuần. Cái rễ này nó bự hơn cái tay em, cổ tay em đó. Cái này là bông thơm luôn anh. Bông thơm. Bông hai lớp. Năm cái 10 cánh đó. Hai lớp bông thơm. Dạ. Ở đây là mình thuộc xã gì anh? Để Châu Thành An Giang đi, Bình Hòa Châu Thành An Giang. Bình Hòa Châu Thành An Giang á, để anh em ở gần đây ta đi qua ta coi cho dễ. Sẽ quay sơ cho anh em xem lại cái tàn lần nữa. Rồi mình. Rồi, bây giờ mình xin chào tạm biệt tất cả anh em nha. Hẹn gặp lại các bạn ơi.